Ruby. Xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và chúc các bạn, những người đã xem video này sẽ có một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng và tích cực nha. Tại vì mình đang quay video này vào buổi trưa. Như tin đề các bạn đã thấy, hôm nay mình sẽ review một loại ngũ cốc của đất. Và đây là cái ngũ cốc của quốc gia mình chưa bao giờ đụng tới. Đây mọi người xem. Đối với cái chữ mà muesli này nè, mình cũng không biết là đọc như thế nào, nhưng mà nó sẽ hơi giống với một cái loại ngũ cốc mà trước đây mình đã từng review của Ba Lan. Và lúc đầu mình còn tưởng là nó chung công ty với nhau mà, tại vì nó cũng giống nhau như vậy. Thì mình sẽ để cái link sản phẩm ở đây. Và cái sản phẩm của Ba Lan nó thật sự rất là ngon luôn, các bạn cũng có thể thử. Nhưng mà cái này là sản phẩm của Đức nghe, và tên của nó khác, các bạn có thể xem đóng gói bao bì đây. Lúc đầu thì mình khá ngại khi mà phải Google dịch tất cả những cái ở trên này. Trên này này nó không phải là tiếng Anh mà hình như nó là tiếng Đức thì phải. Rất là ngại khi mà phải dịch ra toàn bộ cái này á. Nhưng mà sau đó mình nhận ra là trên này có một cái tem phụ. Thì đây là điều mình thật sự rất là quý và rất là thích luôn đó. Tại vì cái xe tem phụ sẽ giúp cho chúng ta đỡ mất rất là nhiều thời gian khi mà phải dịch thành phần rồi này kia. Thành phần dinh dưỡng thì nó cũng đây, nó chỉ gây những cái từ rất là được, ví dụ như phát nè. Nó sẽ có tiếng Pháp và tiếng Anh đi kèm như mọi người. Nhưng mà mọi người biết cái trình độ tiếng Anh của mình rồi đó, nên là mình nói chung là mình thích dùng cái nhãn phụ này hơn. Nè, các bạn có thể thấy là nó đang rớt xuống luôn. Đó, thì lúc mà mình quay cho mấy cái ngũ cốc của Việt Nam, cái video gần đây nhất đó, mình cũng sẽ để lên ở đây cho các bạn tham khảo nếu các bạn có nhu cầu nghe. Thì cái con mèo của mình và con mèo của mình đó là con nào, con này. Nhân vật này tên là Lưu Bị, các bạn cũng đã quen rồi đúng không? Lưu Bị, nó đã đục cái bịch này của mình. Mình nó lục xong rồi nó lấy móng, cái móng của nó rất là nhọn luôn các bạn. Xong nó đục rồi bị lục như thế này. Sáng ra mình thấy nên là mình ý là mình phải quay review sớm rồi, mình phải đem nó cất vào hộp, không là nó sẽ bị xìu hết luôn á. Mình cố gắng giữ nguyên cái vỏ như thế này để các bạn có thể tưởng tượng được. Nhưng mà thực chất là lúc mà mình nhận được sản phẩm á, thì nó là trong một cái bao bì kín và nó phồng lên, nó còn cái này nó bị đục lỗ, nó hơi xịt. Chứ không phải là nó xì như vậy đâu nha các bạn. Theo tem phụ thì nó sẽ tên là ngũ cốc giòn ăn liền với dâu và sữa chua. Có tên nữa nhưng mình không biết đọc, mình sẽ để cái tên ở đâu đây nha. Ở đây có số công bố, có nghĩa là đây là một cái công ty ở Việt Nam nhập về và dán tem phụ, sau đó là kinh doanh sản phẩm này. Thành phần sẽ có ngũ cốc giòn 24%, yến mạch nguyên cám dạng mảnh, đường dầu cọ, lúa mì nguyên cám dạng mảnh, gạo nổ. À, đó là những cái miếng nếp mà bữa giờ mình hay phân vân là tại sao lại có những cái nếp dầu hành lòn ở trong này. Thì cái sản phẩm này đã đưa tên luôn, đó là gạo nổ nha các bạn. Gạo nổ thì sẽ bao gồm bột gạo, đường, gluten, lúa mì, bột bạch nha lúa mì và đạm mạch, dừa nạo. Có nhiều chất khác nữa. Ở đây mình thấy có cả ngô mảnh với bơ cọ trộn sữa chua 15%. Cái này nó miêu tả rất là rõ luôn. Ví dụ như ngũ cốc giòn 24% thì trong này sẽ phân tích rõ là ngũ cốc bao gồm những cái gì, như là yến mạch nè, đường dầu cọ nè. Nói chung là rất là kỹ luôn, khi mà một cái thành phần nào đó, ví dụ như ngũ cốc thì sẽ có những gì, yến mạch là cái loại nào và cái hình dạng của cái yến mạch như thế nào. Rất là kỹ trong này. Ngày sản xuất, trước hạn sử dụng là 12 tháng. Hạn sử dụng là xem vỏ hộp ngày tháng 5. Hướng dẫn sử dụng, dùng trực tiếp sau khi mở bao bì dẫn kèm với sữa chua, sữa, trái cây, hướng dẫn bảo quản, nơi khô ráo, đó là bình thường rồi nha. Thông tin cảnh báo, thành phần có chứa yến mạch, lúa mì, sữa đậu nành, lúa mạch, có thể chứa dạng vết đậu phụng hoặc có vỏ cứng, vừng. Là để các bạn, những người mà bị dị ứng với những thành phần trong này, các bạn có thể tránh khi mà lựa chọn những cái sản phẩm sử dụng hàng ngày. Nhập khẩu và tự công bố là công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thương mại và Dịch vụ Bách Linh, có địa chỉ ở đây, ở Hà Nội. Phân phối là công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Nguyễn Huy ở Hà Nội luôn. Thì đây là cái cách viết ngày tháng của Đức hay là sao ta? Tại vì mình cũng không hiểu rõ lắm, cũng khá mờ, không có đọc được. Nếu như các bạn biết thì bình luận ở dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Khối lượng tần của sản phẩm này là 500g. Các bạn có thể xem cái vỏ khá là bắt mắt và nhìn nó có một cái phong cách hơi châu Âu một chút, như là thiên về tông nóng này, màu vàng, màu đỏ và những cái nền như thế này, nó cảm giác nó hơi nóng tí. Còn những cái sản phẩm mà bữa giờ mình gặp á thì mình thấy nó sẽ có một cái sự pha trộn gì đó giữa nóng và lạnh. Nhưng mà xét về độ bắt mắt á thì mình thấy những cái sản phẩm mà bữa giờ mình review nó có vẻ hơi bắt mắt hơn một tí. Còn cái này nó hơi chìm, cái tông nóng nó hơi nhiều. Cái nền gỗ gỗ này này là cái sản phẩm nó hơi chìm một tí. Mình cũng không biết nữa. Cảm nhận riêng của mình thôi. Và bây giờ mình vô phần chính luôn nha. Đó, con mèo của mình đã là đực hết rồi. Rồi ngủ cốc ở đây rớt rồi, đã chạy lại chạy đây. Còn hắn thì đi ngủ ngon một cách. Lưu Bị nó mở mắt ra nó nhìn kìa các bạn. Cái lúc mà edit video này và cũng như là cái video mà Yến Mạch gần đây nhất á, thì mình nghĩ là mình sẽ thêm hiệu ứng này kia. Nhưng mà tới lúc mà mình cắt video xong cái mình thấy ngồi nhìn nó không đủ bây giờ. Mình đã dành ra 15 phút không phải là để xem lại nội dung, xem là mình đã quay cái gì, mà mình chỉ xem là 15 phút đó con Lưu Bị của mình nó làm cái gì á các bạn. Cưng không chịu nổi. Cái sản phẩm này khi mà các bạn cắt ra thì mình sẽ phải bỏ vào hộp đậy kín lại nha, hoặc là cột túi, nhưng mà bỏ vào hộp thì cũng tốt nhất. Các bạn có thể xem cái màu nó không có được bắt mắt cho lắm, nó vàng vàng và nó nói chung là nó không có được bắt mắt cho lắm so với những sản phẩm bữa giờ. Và lúc mà các bạn nhìn cái này này, các bạn có cảm giác nó hơi châu Âu không? Làm cách nào đó thì những cái màu này nó tạo cho mình một cái cảm giác về một cái nơi nào đó mà nó hơi lạnh một tí, nó hơi kiểu nó không phải là thời tiết ở Việt Nam á. Mình di chuyển á, khu này. Và bây giờ chúng ta sẽ tới tiết mục mà mình yêu thích nhất. Đầu tiên nó là cái này, nhìn nó khá như là ốc đó, mà thật chất là không phải, thành phần không có ốc đó. Ngọt. Cái cục đó là Yến Mạch, cái này là giòn quá. Có thể nó là bột gạo. Vậy thì cái vàng vàng là gì? Nó giống nhau kiểu gì á. Cái miếng trắng và cái miếng vàng này nè. Mọi người có nhớ là mấy cái viên sữa chua ở trong những cái sản phẩm ngũ cốc nội địa đúng không? Khoan. Mình vừa thấy cái gì đó lạ lắm. Mọi người, cái sữa chua này nó lạ lắm. Cái sữa chua mà cái đợt sản phẩm nội địa chung hoặc là những sản phẩm khác mà nó thành những cái viên hình vuông á thì ăn nó như dâu ua, còn cái này nó lạ lắm các bạn. Nó ngọt, béo, ăn ngon lắm. Và được cái là nó rất là nhiều luôn á, nó kiểu những miếng nhỏ mà nó xen kẽ này nè. Thì các bạn muốn một miếng như thế này thì nó sẽ lẫn cả cái miếng sữa chua trong đó nữa, ăn nó sẽ không có chán. Còn cái đợt mà ngũ cốc nội địa chung á thì mình lấy hết cái viên sữa chua mình ăn ra, xong rồi cái phần ngũ cốc mình để lại đâu ai ăn đâu. Còn cái này các bạn múc vô là cả rau tây, cả bánh nếp và đặc biệt là cái sữa chua này nè, rất ngon, đặc biệt rất là ngon. Ngon. Kiểu mọi thứ nó hòa quyện trong miệng của mình luôn á, không ngán. Đây mình cho các bạn xem cái miếng này nè, nhìn nó như là mấy cái bắp nổ. Thật ra vì nửa thành phần trong này nó bị vụn vụn hết rồi, nên là nếu như mình ăn riêng lẻ từng cái mình cũng khó mà phân biệt được. Với lại mình cũng thừa nhận là cái trình độ của mình nó cũng chưa có đủ canxi để mình phân biệt được từng loại trong này. Nhưng mà mình sẽ thử dâu. Mình nghĩ là mình đã thử khá nhiều sản phẩm dâu tây khô từ cái hồi mình mới ra review á. Dâu này nó mềm, sốt. Có những cái sản phẩm nội địa chung cũng là dâu tây khô mà cái màu nó đỏ rực luôn á các bạn. Ăn nó rất là giòn. Còn cái này thì nó không giòn lắm, nó mềm. Cảm giác như là các bạn đang cắn một cái bọt khí vậy đó. Vỡ vào miệng đó là nó sẽ xè xuống, nó mềm và nó hơi chua chua. Và màu nó cũng không được đặc sắc lắm, thì có thể là cái này là dâu tây nguyên trái sấy ra, nó sẽ mất đi một cái màu nào đó. Còn cái sản phẩm nội địa chung thì mình thấy cái màu của nó hơi rực quá, đỏ quá, nhưng mình nhìn thật sự rất là bắt mắt đúng không? Nhưng mà cái miếng sữa chua này đỉnh cao, ngon lắm luôn á. Three hundred and 346 minutes later. Giờ này mình review gì mình cũng thấy là nó ngon lắm hết ta.
là lau rồi mình 100g thì sẽ có 403 kcal. Thì làm cái này cho các bạn xem. Từ á, mình mua cái bình này với giá là tầm 150 tới 170 cho một bình nửa ký. Tại vì mình mua chung đợt với cái bình màu xanh mà mình mới review gần đây nhất á, cái sản phẩm của Việt Nam á. Nó so ra thì tầm bằng giá nhau mà cái này gấp đôi cái kia. Nhưng mà cái này á thì nó có sữa chua và sữa chua của nó thật sự rất là ngon. Giờ này các bạn có ăn mấy cái bánh sữa chua ông già không? Thì cái miếng sữa chua trong này thì cái vị của nó y kinh như là cái nhân sữa chua của cái bánh đó. Nhưng mà cái này thì nó lại không có những cái hạt ngũ cốc, ví dụ như mắc ca, hạt điều, nhân. Nên là giá như vậy thì cũng có thể chấp nhận được. Và nó là một cái sản phẩm hợp lý trong cái tầm giá như thế này, về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng. Ăn ngon nha, nếu như mà mấy con mèo của mình nó không đục ra thì thực sự là ăn rất là ngon và nó sẽ không có bị xìu. Nhưng mà nó lại khá nhiều yến mạch các bạn. Nhìn như thế này, mọi người có thể thấy không, nó khá là nhiều yến mạch. Và nhìn cái màu của nó không được bắt mắt cho lắm. Nếu như mà các bạn sử dụng thì có thể bỏ thêm sữa tươi, sữa chua và thêm trái cây vô cho nó đẹp hơn. Cái gì mà mình nhìn lúc đầu mà nó ngon mắt một tí thì nó sẽ kích thích cái vị giác mình hơn. Mình thấy vậy, một con ăn nhiều mình như vậy. Đây, có thể nghe được cái độ giòn. Nếu như mà mọi người muốn tìm một cái sản phẩm mà có sữa chua len lỏi ở trong như vậy nè, chỉ mốt miếng nào cũng có sữa chua, mốt miếng nào cũng có dâu, mốt miếng nào cũng có những cái bánh giòn rồi. Và tránh cái tình trạng mà mình khui cái bịch ra xong mình lấy sữa chua mình ăn hết, cái mình để cái bịch yến mạch đó không ai ăn á, thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý về cả giá tiền, chất lượng, mọi thứ. Sữa chua nhiều lắm nè mọi người, cái trắng trắng này nè, ngon. Nhưng mà vì nó khá đường và nó khá ngọt, ở trong cái nhãn phụ là nói là trong này có cả mật ong và có cả đường, các loại đường, nên là mọi người hãy cân nhắc để sử dụng vào một cái chế độ ăn hợp lý. Có một vài chế độ ăn mà các bạn sẽ không được bổ sung những cái sản phẩm yến mạch và đường trong cái chế độ ăn đó, và một số chế độ ăn sẽ cho phép các bạn sử dụng một cái liều lượng nào đó hợp lý. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Nếu như mà các bạn biết hoặc là muốn mình review bất kỳ một loại ngũ cốc yến mạch nữa thì hãy bình luận ở dưới đây, tại vì nó nhiều quá nên là cơ bản một mình cũng không thể nào tìm hiểu hết được. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.